Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng trên tay một sản phẩm mới nhất được ra mắt từ Wakako, đó chính là cối xay Extra Green. Cái cối xay này vừa được mở bán khoảng 2-3 ngày hôm nay, nhưng mà mình đã được hãng gửi từ trước đó để trải nghiệm và làm review cho chiếc cối này. Thì hôm nay sẽ là video trên tay của chiếc cối Extra Green. Với chiếc cối Extra Green này thì Wakako gần như họ đã hoàn thiện trọn vẹn hệ sinh thái cà phê của mình. Giờ đây bạn có thể pha chế espresso bằng mini espresso, nano espresso hay là pico espresso. Còn pha chế dạng ngâm ủ với pipa mocha hay là pha chế pour over với cuppa mocha. Việc cân cà phê thì đã có Instagram lo, còn cuối cùng là xay cà phê thì đây là chiếc cối Extra Green. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video trên tay cối xay mới nhất từ Wakako Extra Green. Ok, thì về tổng quan thiết kế của chiếc cối Extra Green này có cái ngôn ngữ thiết kế tương đồng với cả hai cái sản phẩm mới nhất từ Wakako, đó chính là Pico Presso và Instagram. Hai cái màu sắc chủ đạo Wakako họ sử dụng đó chính là cái màu xám từ kim loại và màu đen từ silicone và nhựa. Nó là một cái sự phối trộn tương đối là hài hòa và dễ chịu, và cũng đem lại những cái cảm giác rất là khỏe mạnh khi mà nhìn và cầm nắm nó. Ok, chúng ta sẽ đi đến cái yếu tố đầu tiên mang cái thiết kế rất là đặc biệt của cối xay Extra Green này, đó chính là cái phần cán xay. Cái cán xay được thiết kế khi không sử dụng thì chúng ta sẽ úp ngược cái phần tay cầm này vào cái thân máy, tạo ra một chiếc cối xay rất là gọn gàng khi mà để ở trong góc phòng, góc bàn hay là chúng ta mang đi du lịch thì nó rất là gọn. Tiếp theo đến cái phần tay nắm này thì nó được làm bằng nhựa hình tròn, nhưng mà cái thân của nó lại dẹt, nên là nó khác khá nhiều so với những cối xay bình thường ở thị trường. Khi mà cầm thì bây giờ chúng ta sẽ cầm như thế này, chứ không phải là nắm tròn như là những cái cối xay khác nữa. Về cái tay nắm của cái cối xay Extra Green này thì bên trong nó là nhựa rỗng, nó đem đến cái cảm giác cầm nắm hơi hụt tay, nó không được đầm như là những cối xay khác trên thị trường. Nhưng bù lại thì nó sẽ đem đến một cái trọng lượng khá là nhẹ cho cái chiếc cối này. Tiếp theo là đến cái thanh đòn này. Cái thanh đòn này được Wakako họ thiết kế theo cái dạng dẹt thẳng, nó đem đến một cái cảm giác thoạt nhìn ban đầu nó hơi mỏng manh, nhưng mà thực tế là nó khá là dày dặn và chắc chắn. Tiếp đến là đến cái phần thân cối này thì cái cối xay này nó build gần như là 90% bằng kim loại hoàn toàn. Cả phần thân này lẫn cái phần khoang chứa cà phê ở dưới, tất cả đều làm bằng kim loại. Ngoài ra thì cái lớp silicone bọc ở bên trên này nó tạo ra cái cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn, hạn chế cái tình trạng mà bị trượt tay khi mà xay những cái hạt cà A-line nó quá là nặng ấy, thì cái silicone này hoạt động rất là tốt. Cái phối màu đen và xám này nó cũng tạo ra một cái tổng thể khá là hài hòa, mượt mắt và cái cảm giác rất là chắc chắn, khỏe mạnh với cả cái thiết kế này. Chiếc cối Extra Green này nó khá là nhỏ và cái trọng lượng tổng thể nó rơi vào khoảng tầm 400g, so với cả những cái cối xay như là một ZK Plus nó rơi vào khoảng tầm 700-800g. Thân cối nhẹ này nó sẽ làm cho cái việc xay nó đỡ nặng nề hơn khá là nhiều. Khi mà cầm một chiếc cối nặng, bạn xay bạn rất dễ bị mỏi tay, mỏi vai. Và cái trọng lượng nhẹ nó cũng góp một phần rất quan trọng trong cái việc mà bạn mang đi di chuyển outdoor camping, thì nó cũng sẽ tối giản được cái trọng lượng và khoang đồ của bạn rất nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái chiếc cối này ra để xem tất cả những cái bộ phận bên trong của nó có gì. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái điểm quan trọng nhất của cái cối xay này, chính là cái lưỡi xay. Đây là lưỡi xay 38mm bằng thép không gỉ và nó có 6 cánh. So với cả những cái lưỡi xay 5 cánh thì nó sẽ có một cái tốc độ xay nhanh hơn khá là nhiều. Thì nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Tiếp theo là đến cái thân cối xay. Cái thân này nó có cái dung tích chứa tối đa là 20g cà phê. Và điểm đặc biệt nhất trong cái thân cối này là cái hệ thống răng. Cái hệ thống răng này nó sẽ trải dài từ đầu cối xay cho đến cái phần gần chạm đến lưỡi. Thì cái răng này rất ít người quan tâm, nhưng thực tế đối với những cối xay thì răng là một cái bộ phận rất quan trọng. Nó khiến cho cái độ đồng trục của cối xay nó được duy trì tốt theo thời gian, và nó hạn chế được cái việc mà lệch trục khi mà xoay, khiến cho hạt cà phê sau khi được xay ra đồng đều và nó duy trì được cái hiệu năng lâu dài của cái chiếc cối. Tiếp theo là đến cái cốc đựng cà này thì nó không có gì quá đặc biệt ngoài cái chất liệu được build bằng nhôm nguyên khối, trông nó khá dày dặn, cảm giác cầm nắm thích. Và nó được lót ở dưới một cái lớp cao su này để nâng lên đặt xuống nó không kêu ra những cái tiếng động khó chịu. Điểm đặc biệt cuối cùng của cái thiết kế bên trong cái cối Extra Green này chính là hệ thống vòng bi và cái vòng đệm. Mỗi phần trên và phần dưới sẽ được gia cố bởi một cái vòng bi và một cái vòng đệm này. Cái thiết kế này nó sẽ làm cho cái việc chuyển động cũng như nó giữ cho cái độ đồng tâm khi mà xay nó được cải thiện rất là nhiều.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với việc trải nghiệm shot espresso được xay bằng Exarin với Picopresso. Mình chọn Picopresso bởi lẽ là trong những cái sản phẩm của Wakako thì Pico nó yêu cầu nhiều nhất ở một chiếc cối xay, như là khả năng tinh chỉnh, độ mịn và độ đồng đều của hạt cà phê. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu từ việc tinh chỉnh cỡ xay. Cái vòng tinh chỉnh cỡ xay nó được thiết kế khá là phổ thông, giống như là Comandante hay là những cái dòng cối xay của Tamor, nó tinh chỉnh ở đáy. Mỗi click tinh chỉnh này nó sẽ có cái bước dao động là 33 micron. Theo như cái sách hướng dẫn sử dụng của Wakako họ đề ra thì cái cỡ xay dành cho Picopresso này rơi vào khoảng 13-15 click. 1, 2, 3, 4, ok. Đầu tiên mình thử với cả cái cỡ xay là 14 click. Ok, mình đã có 18g cà phê ở đây. Và bây giờ trong khi xay mình sẽ bấm thời gian luôn. Ok, tổng là 54 giây. Có thể nếu mà đúng thời gian nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 52 giây. Thì với cả một cái lưỡi xay 38mm thì mình đánh giá đây là một khoảng thời gian khá nhanh. Cũng như là trong cái quá trình mà xay cà phê cái hạt rang medium này thì mình thấy nó không bị khựng, khá là nhẹ. Thì đấy là những cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình xay. Ok, ở cái cỡ xay 14 click này thì mình cảm thấy cái độ mịn nó đã khá là đạt và độ đồng đều của hạt khi mà xay ra nó cũng khá là ổn. Tất nhiên là đối với cả những cái hạt mà xay cho espresso này thì rất khó để nhận biết được cái độ đồng đều của hạt nó cao đến đâu. Ok, thế là mình đã bóp xong một shot espresso với Pico. Thì ở cỡ xay 14 mình thấy nó là cỡ xay khá là tối ưu. Ngoài ra thì đối với từng cái loại hạt cà khác nhau thì mình nghĩ nó sẽ dao động ở khoảng từ 13 đến 15 click. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm ly espresso. Hương vị cân bằng, dễ chịu. Để mà nói sâu hơn thì đối với cả những cái cối xay mà nó có xu hướng không đáp ứng được với Pico ấy, thì ở cái mức xay mịn như này, thường khi mà pha xong nó sẽ có vị hơi chua quá, hơi gắt quá và đôi khi là nhiều vị đắng cũng như là mùi hơi khét khét một chút. Bản chất là do đối với những cái cối xay đấy, sau khi mà xay ra hạt cà nó đã bị sinh ra quá nhiều nhiệt và bị cháy rồi thì cái cối xay này nó không gặp hiện tượng đó. Cho nên là mình cảm thấy là cái chất lượng xay ra của cái cối Exagreen này nó rất phù hợp và nó hoàn toàn có thể đáp ứng được với cả Picopresso. Thì kết luận thì mình đánh giá về mặt thiết kế, đây cái cối xay Exarin này là một cái cối được thiết kế đẹp, thông minh, chất lượng build tốt, cảm giác cầm nắm dễ chịu. Về cơ bản nó được thiết kế rất là chỉnh chu. Tiếp theo liên quan đến những cái cối xay nhỏ gọn trên thị trường thì nó rất là ít những cái cối xay nhỏ như thế này và có khả năng xay espresso tốt, chí ít là cho Picopresso. Và cuối cùng, nếu mà bạn đã sở hữu những cái sản phẩm ở trong hệ sinh thái của Wakako rồi và bạn đang tìm kiếm một chiếc cối xay thì mình nghĩ đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Cái cối này sinh ra để được đảm bảo một điều rằng nó có thể phục vụ được tất cả cho hệ sinh thái của Wakako, đặc biệt là với Picopresso. Có một cái điểm trừ nho nhỏ là cái phần tay nắm của cái cối này. Bình thường với cả những cái cối phổ thông nó là cái hình tròn, hình trụ thì cái cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn, nhưng đối với cối này thì mình phải thay đổi một chút cái thói quen cầm nắm, nó sẽ là như thế này. Đấy là một cái điều mình không thích cho lắm ở cái tay nắm này, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì mình thấy nó không phải là vấn đề gì quá lớn. Tiếp theo là thường thì những cái cối khác nó sẽ có cái phần nam châm ở đây thì nó sẽ hít vào, nhưng mà đối với cối này thì nó không có, thành ra là trong cái quá trình xay nếu mà mình không ghì cái tay này xuống thì đôi khi có thể bị bật ra. Thì đấy là một vài những cái trải nghiệm nó khiến cho cái việc xay cà phê đôi khi nó không được xuyên suốt. Đấy cũng là một cái điểm trừ nhỏ. Ok, trên đây là tất cả những cái trải nghiệm của mình về chiếc cối xay mới nhất của Wakako Exarin. Mình sẽ làm những cái video review chi tiết hay là so sánh cái cối xay này với cả những cối xay khác trong cùng phân khúc sau một cái thời gian đủ dài để trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sắp tới.